và cơ quan khí tượng đã cảnh báo mưa to đến rất to ở khu vực bắc bộ, bắc trung bộ, khu vực tây nguyên và miền đông nam bộ và cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi. Dự báo ngày và đêm mùng 5 tháng 8, khu vực bắc bộ, bắc trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Dưới khu vực đông bắc bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực ở các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 8, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Ngoài ra, ngày và đêm mùng 4 tháng 8 khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo từ ngày 6 đến 7 tháng 8, ở khu vực vùng núi, Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 6.